Điều người hằng mong muốn là gì? Không chỉ là những mong muốn nhất thời ngay lúc này, không phải là những mong ước thoáng qua. Người từng nghĩ đến nó và tiếp tục mơ tưởng, hoặc đã từng mơ rồi nhưng lãng quên. Không, người thực sự muốn điều gì? Người thực sự khát khao điều gì? Tiếng vỏ về đắng ghét đó như các vết gạch hằn sâu trong mọi khoảnh khắc cuộc đời ngươi. Ở trong sâu thẳm, nơi ngươi vĩnh viễn không thể chạm tay vào, có tiếng vo ve rền rĩ đằng sau màn hình máy tính của ngươi, dưới đáy ly cà phê $4 của ngươi, dăm ba thứ còn sót lại trong hộp đồ đạc gấp gọn của ngươi. Khoảnh khắc tĩnh mịch khi ngươi soi mình trong gương nhà vệ sinh, mà bên ngoài là đám cưới rộn ràng của bạn bè. Ngươi đang tự hỏi, tại sao mình vẫn không vui vẻ chút nào nhỉ? Khoảnh khắc này, đối tượng này, cảm giác này chính là thứ mà mình đã luôn mong đợi. Tại sao lại cảm thấy trống rỗng như thế này? Một đêm bên cạnh những người bạn thân nhất của mình, một sự thăng tiến trong công việc, một chiếc xe hơi, một ngôi nhà mới, nhưng tất thảy đều là trống rỗng. Vì vậy, ta hỏi lại người một lần nữa, hãy nghiêm túc, đừng nói mấy câu ngớ ngẩn giả tạo và nông nổi nhất thời. Người mong muốn điều gì? Điều gì thực sự sẽ khiến người hạnh phúc? Những lời nói quanh quẩn trong tâm trí của cậu sinh viên. Suốt bài giảng này, cậu ta không nghe vào chữ nào, không được dù chỉ một chữ. Buổi trị liệu đêm qua rõ ràng là khiến cậu ta hơi không thoải mái. Cậu ta chẳng hề mong đợi sự trực tiếp quá mức như này từ nhà trị liệu mới. Ông ấy thực sự muốn gì? Nhìn xuống máy tính xách tay của mình, cậu ấy thực sự muốn nó. Cậu ấy đã dành hàng tháng trời để nghiên cứu về nó, không chấp nhận một những mẫu khác để dùng một cách tạm bợ, để chờ và tiết kiệm cho chiếc máy tính hoàn hảo nhất. Và rồi đây, vẫn với mấy bài giảng cũ kỹ nhàm chán trên màn hình giống hệt chiếc máy tính cũ, chẳng khác biệt gì. Thế là chỉ trong vòng một tuần, cậu ấy đã trực tuyến trở lại để tìm kiếm điện thoại mới. Cậu ta đây, một thanh niên 21 tuổi và đang học chỉ để lấy cái bằng, cho dù bản thân chẳng hề quan tâm đến nó lắm. Xung quanh là những sinh viên tươi cười hạnh phúc, những người rõ ràng sẽ thành công và hạnh phúc hơn rất nhiều so với cậu ấy. Mọi nơi ánh mắt cậu ấy chạm tới đều là những con người tốt đẹp, những người biết cách ăn mặc đẹp đẽ, biết cách trò chuyện, biết cách cười nói vui vẻ với bạn bè. Làm thế nào để có bạn bè ngay từ đầu chứ? Bác sĩ trị liệu của cậu ấy đã đúng, cậu ấy phải hạnh phúc vì điều gì đó chứ? Tiếng vo ve bất mãn rong ruổi suốt cuộc đời của cậu đang dần dần biến thành tiếng gầm gào. Điều gì thực sự sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc đây? Cậu ta càng nghĩ về nó thì cảm giác sợ hãi càng len lỏi vào thâm tâm. Có điều gì thực sự đáng mong đợi cho cậu ta ở cuộc sống này sao? Điều gì có thể lấp đầy khoảng trống đó? Bài giảng kết thúc, cậu thậm chí còn không nhận ra điều đó. Tất cả mọi người xung quanh cậu ấy đều đã sẵn sàng ra về. Họ bỏ sổ tay và máy tính xách tay vào túi, rồi trò chuyện với bạn bè của mình. Riêng cậu sinh viên lại cô đơn riêng một hàng ghế, không có ai khác trừ cậu ta. Bằng cách nào đó, cậu ấy đã chọn đúng hàng duy nhất trong giảng đường mà chỉ có một người ngồi. À không phải, không phải vậy đâu. Vì đây là hàng ghế cậu ta chọn nên mới không có ai khác ngồi vào cả. Người bạn duy nhất của cậu ấy trên hàng ghế này ư? Một con ruồi. Một con ruồi đã theo cậu ta suốt cả một tuần. Vấn đề ở đây là gì? Cậu ta nhìn vào màn hình máy tính xách tay của mình. Một mảnh trống không, điện thoại của cậu ấy reo lên, là mẹ cậu ấy gọi tới, và cậu từ chối cuộc gọi đó. Khoác chiếc cặp lên vai, cậu sinh viên đi về phía cửa. Một nhóm người phía trước vừa trò chuyện nhốn nháo đang mở cửa. Một trong số họ liếc nhìn qua sau vai, rồi anh ta dừng lại ở ngưỡng cửa, giữ cửa mở. Cậu sinh viên nhìn quanh, ngoại trừ chính mình thì chẳng còn ai khác. Anh bạn này đang mở cửa cho ai vậy? Cậu ổn chứ? Anh chàng hỏi, và nhìn thẳng vào cậu sinh viên với đôi mắt xanh thăm thẳm. Cậu học sinh vội lao qua ngưỡng cửa, lầm bầm cảm ơn. Khi sượt qua anh chàng kia, điện thoại trong túi của cậu ấy lại bắt đầu reo inh ỏi. Cậu ấy ngồi một mình đêm đó, làm điều tương tự qua hầu hết các đêm. Dù có muốn, cậu cũng chẳng thể ngủ được, vì ở chung trọ với 7 người khác nữa, hầu như tối nào cũng sẽ có một buổi tiệc xôn xao ở một góc ngôi nhà này. Cậu sinh viên lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, thứ âm thanh duy nhất đập vào màng nhĩ của cậu là tiếng bass thình thịch. Cậu hướng đôi mắt mình ra bên ngoài, nơi những túi rác đang rải dọc ven đường, và phía đối diện, một cặp đôi đang tranh cãi trước hiên nhà. Người bầu bạn duy nhất lúc này là một con ruồi nhỏ trong phòng, không vo ve xung quanh hoặc cố gắng thoát ra ngoài cánh cửa kính, chỉ đậu ở yên đó bên cạnh cậu ta, nhìn thế giới trôi qua. Điều mà ngươi thực sự muốn là gì? Những ngôn từ đó lại quanh quẩn trong tâm trí. Hãy cho ta biết điều gì sẽ khiến ngươi thực sự hạnh phúc. Nó rốt cuộc là gì? Tôi nghĩ tôi chỉ muốn được ai đó yêu thương mà thôi, cậu sinh viên thầm thì.
Cậu ấy ngồi yên lặng bên cửa sổ thêm vài phút nữa, không hay biết con ruồi nhỏ bên cạnh đã bắt lửa và nằm ngửa với những cặp chân cong queo, cứng đờ trong không khí. Cậu ta đi ngủ. Sẽ không có gì thay đổi đâu, phải không? Một tuần sau, cậu sinh viên trở lại với lớp học đó một lần nữa. Tuần này, cậu đến khá sớm, ngồi xuống và lôi hết đống đồ đạc cần thiết ra từ 15 phút trước khi bắt đầu tiết học. Lén lút và bí mật hết sức có thể, cậu sinh viên liếc nhìn về phía cánh cửa bất cứ khi nào nghe thấy tiếng nó mở ra. Vẫn là đám người tốt đẹp và vui vẻ trong cuộc diễu hành của họ. Mỗi người đều ăn mặc theo cách đúng những gì họ muốn. Cá tính, sống có mục tiêu, tham vọng và sự khao khát lấp đầy trong họ. Cậu ta nhìn lại quần áo của mình, xám xịt. Bài giảng bắt đầu nhưng cậu ta không thể nào tập trung được. Suốt quãng thời gian này, cậu ta cứ ngó nghiêng về phía cửa mà chờ đợi. 10 phút trôi qua, không có gì cả. Cậu ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu ghi chép. Ngay sau đó, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra sau lưng, tạo ra một tiếng động nhẹ nhàng trên thảm. Cậu sinh viên quay lại. Anh ấy đây rồi, cái anh chàng lúc trước với đôi mắt xanh thẳm đó. Cậu sinh viên cố gắng hết sức để kìm lại nụ cười của mình vào trong. Giờ cậu ấy chỉ ngồi một mình thôi. Giá như cậu ấy có thể thu hút được sự chú ý của anh chàng kia, có lẽ anh ấy sẽ sớm tới ngồi cùng cậu. Nhưng thôi đi, đó là một kế hoạch ngu ngốc, sẽ chẳng ai lại muốn đến. Và chiếc túi đáp xuống ghế ngay bên cạnh cậu ta. Cậu sinh viên quay lại và nhìn thấy đôi mắt xanh biếc đó. Có ai ngồi đây không thế? Anh chàng thì thầm. Cậu ta cố gắng mở miệng trả lời, nhưng lời nói như kẹt lại trong cổ họng. Sau một giây, cậu ta cố gắng điều khiển cái đầu của mình, lắc lắc đầu. Anh chàng có đôi mắt xanh đó cười toe toét và ngồi xuống ghế. Sau một lúc, anh chàng lại hỏi mượn bút. Buồn cười thật, cậu sinh viên có thể nhìn thấy một cây bút ngay tại cái túi bên hông trên cặp của anh ta. Nó ở ngay đó mà, tại sao cậu chàng này lại chọn ngồi với cậu ta? Chàng đường này đâu có thiếu chỗ trống. Chỗ nào cũng có cả, nhưng chắc chắn một điều là sau này cậu sinh viên nhất định không được nói chuyện với anh chàng này nữa. Không đời nào, anh ta rất rõ ràng quá kỳ lạ. Không ai muốn trò chuyện với cậu ta cả. Dù là ai nói chuyện với cậu ta thì cũng sẽ lẩn ngay vào phòng chỉ sau vài phút thôi. Nếu anh ấy phát hiện ra con người thực sự của mình thì sao? Rằng cậu ấy đang phải tham gia những buổi gặp mặt với nhà trị liệu. Nếu chỉ là gặp nhà trị liệu thì cũng bình thường thôi, người bình thường cũng làm thế. Nhưng không, điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy phát hiện ra rằng bác sĩ trị liệu của cậu ta là một con ruồi? Một con ruồi đã lòng vòng quanh cậu ta suốt và là thứ mà cậu ta vẫn tâm sự hàng đêm trước khi ngủ. Một con ruồi hỏi han về khao khát sâu sắc nhất trong tâm trí của cậu ta. Một con ruồi mà khi thức dậy sáng nay, cậu ta mới phát hiện nó đã chết cháy trên bệ cửa sổ. Không được, không đời nào cậu ấy lại nói chuyện với anh ấy. Nó sẽ chỉ là một thảm họa. Không có lựa chọn nào khác nữa, cậu ấy phải gọi cho mẹ mình thôi. Ngay sau khi bài giảng này kết thúc, cậu ấy sẽ gọi cho mẹ và giải quyết bất cứ điều gì bà ấy nói. Cậu ta rút điện thoại ra khỏi túi và lén xem chi tiết liên lạc của mẹ mình, sẵn sàng nhấn nút gọi ngay khi bài giảng kết thúc. Đây rồi, trang trình bày cuối cùng. Cậu sinh viên nhấn quay số và lập tức rời khỏi anh chàng mắt xanh bên cạnh. Cậu ta đứng dậy và đưa điện thoại lên tai. Cậu đeo cặp và đi ra khỏi giảng đường, không hề quay đầu lại nhìn cho đến khi tới mảnh cỏ nhỏ bên ngoài nơi cậu ngồi. Trái tim cậu ấy không ngừng nện thình thịch trong lồng ngực cho đến khi cậu ấy yên vị trên bãi cỏ. Mất một lúc lâu, mẹ cậu ấy mới tiếp điện thoại. Lúc này, rõ ràng là bà ấy đang khóc. Lại nữa sao? Cậu sinh luốt lời nói lại và chuẩn bị lắng nghe lời chửi rủa của bà ấy. Nhưng lần này thì không. Thay vào đó, mẹ chỉ hỏi cậu ấy đang ở đâu và liệu bà ấy có thể lái xe đến và uống cà phê với cậu ấy không. Cậu đồng ý, cúp máy và nhìn xuống điện thoại. Lông mày nhíu lại. Lần này mẹ tính nói gì với cậu ấy đây? Một bóng đen bao trùm lấy cậu ta. Khi cậu quay đầu lại thì chỉ thấy cặp mắt xanh biếc kia. Anh chàng đang chìa chiếc bút đã mượn ra, nở nụ cười dịu dàng. Cuối cùng thì mẹ cậu ấy cũng không đến quán cà phê nào cả. Thay vào đó, bà tự mời mình đến nhà cậu ta. Đây là lần đầu tiên mẹ đến thăm nhà cậu. Khi hai người đi hết các bậc cầu thang lên đến tầng cậu ở, cậu sinh viên nín thở chờ đợi mẹ mình bắt đầu phàn nàn về những mẩu thuốc lá, những cái gạt tàn và những vỏ hộp bánh pizza lộn xộn trên hành lang. Nhưng không, bà ấy không nói một lời nào cả. Cậu đóng cửa phòng của mình lại sau lưng bà ấy và nghe tiếng mẹ thông cảm thở dài một hơi rồi nhìn xung quanh. Đáng lẽ cậu ấy nên dọn dẹp phòng từ trước. Sắp rồi, cậu ấy có thể cảm nhận được rằng mẹ mình sắp bắt đầu giao giảng về đống quần áo bẩn thỉu, mớ bát đĩa còn sót chưa rửa và chiếc giường chưa dọn dẹp của cậu ấy. Nhưng không, bà ấy chỉ lặng lẽ nhặt lên một chiếc áo len và bắt đầu gấp gọn. Sau đó lại tiếp tục nhặt lấy một chiếc khác. Vừa dọn dẹp phòng cho cậu, bà ấy vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng với cậu. Căn nhà này có vẻ không ổn lắm nhỉ? Cậu ấy cố gắng giải thích với mẹ rằng đây là tất cả những gì cậu ấy có thể làm lúc này rồi. Vậy để mẹ tìm giúp con một nơi nào đó tốt hơn nhé.
chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cậu ấy không biết mình nên phản ứng như thế nào. Chắc là mẹ đang đùa giỡn cậu ấy. Mẹ vốn dĩ luôn luôn xỉ vả cậu ta thậm tệ mọi lúc. Nhưng không, lần này bà chỉ nhẹ nhàng gạt con rùa chết bên cửa sổ vào thùng rác và quay sang nhìn cậu. Trong phòng hai người đứng đối diện, cách nhau 8 feet giống như mọi lần. Một khoảng cách lớn, không quá gần. Mẹ thu hẹp khoảng cách, kéo cậu vào một cái, ôm chặt. Khi mẹ cậu vùi đầu vào ngực cậu, lần đầu tiên cậu nhận ra rằng mẹ mình thực sự nhỏ bé đến thế nào. Có phải bà ấy luôn ở độ cao đó nhỉ? Không, không phải. Bà ấy đã từng cao lớn và áp bức cậu đến thế cơ mà. Giọng nói nghẹn ngào của mẹ thì thầm trong lồng ngực cậu và ngay nơi mà trái tim đang đập thổn thức. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con rất nhiều về những hành xử của mẹ trước đây. Mẹ không biết phải nói gì nữa. Con là con trai của mẹ và mẹ tự hào về con rất nhiều. Luôn luôn là như vậy. Con có quyền yêu bất cứ ai mà con muốn yêu thương. Đừng để bất cứ ai tước đoạt điều này, ngay cả bà mẹ già ngớ ngẩn này của con. Suốt một lúc lâu, hai người họ đứng đó cùng nhau khóc. Đó là một tuần bận rộn. Cậu ấy cần chuyển mọi thứ vào căn hộ mới. Căn hộ mới trông vẫn khá cơ bản, nhưng ít nhất vẫn là nơi của riêng cậu. Hàng xóm yên tĩnh, đường phố sạch sẽ và không có ruồi nhặng. Ở lúc cậu sinh viên ngồi vào chỗ đợi bài giảng của mình, thì cậu ấy đã hoàn toàn kiệt sức. Cậu ta gần như không nhận ra chiếc túi được đặt xuống sàn kế bên mình và cả anh chàng đang ngồi trên ghế nữa. Trên thực tế, vì quá mệt mỏi nên cuộc trò chuyện đã khiến cậu ấy ngạc nhiên. Cậu đã chưa chuẩn bị kịp bất cứ điều gì cho cuộc trò chuyện. Nhưng rồi đột nhiên họ lại nói chuyện. Đầu tiên là về thời tiết, giờ trời nắng hơn, sau đó là về lớp học, lý do tại sao họ lại chọn học ở đây, sau đó là thời niên thiếu của họ, rồi tiếp sau đó là nhà cửa và gia đình. Bài giảng đã bắt đầu, nhưng hai người họ tiếp tục rầm rì với nhau và hạ giọng hết mức có thể. Cậu nói đùa một câu và anh chàng với đôi mắt xanh dương cười to, cười ra trò. Đó không phải đơn giản là phép lịch sự, mà anh ấy thực sự thấy nó vui vẻ. Hài hước đến mức giảng viên phải khiển trách cặp đôi này một trận, nhưng nó còn khiến họ cười nhiều hơn nữa. Đây có phải là những điều cậu hằng mong, trở thành một trong số họ, những người tốt đẹp và hạnh phúc? Ngày tháng trôi dần và cậu sinh viên thức dậy mỗi sáng, mong rằng mọi thứ tồi tệ xưa kia đã kết thúc. Những buổi sáng thức dậy trong căn nhà cũ đó với một con ruồi biết nói đang chờ đợi cậu ấy bên cửa sổ. Nhưng giờ thì không, trời nắng đẹp, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, không có con ruồi nào xuất hiện trong tầm nhìn. Cậu ấy gọi cho mẹ, không chỉ là tiếp máy khi bị gọi, mà cậu ấy thực sự bắt đầu gọi điện để nói chuyện với bà. Cậu ấy tiệc tùng và phát hiện ra sở thích của mình là rượu vang trắng, cũng phát hiện ra rằng mình thích uống nhiều rượu tới mức nào. Cậu trao nụ hôn đầu tiên của mình và mở mắt ra để nhìn thấy một cặp mắt xanh biếc hoàn hảo đang ngắm nhìn cậu. Cậu ấy kết bạn, rất nhiều bạn, hơn những gì cậu ấy có thể đếm được. Bạn bè nhắn tin rủ cậu đi chơi, giúp cậu dọn nhà một lần. Rồi lại lần nữa, những người bạn này ngồi chật kín hàng ghế khách mời vào ngày cậu kết hôn với người đàn ông mình yêu. Người đàn ông cũng đáp lại tình yêu ấy. Đây có phải là những cảm nhận đó? Đây có phải là hạnh phúc chăng? Có lẽ, cũng có thể. Đây chính là hạnh phúc. Cho đến một ngày, người đàn ông tỉnh dậy. Mọi thứ đều hoàn hảo, mặt trời vẫn sáng chói rực rỡ. Cậu có thể nghe thấy tiếng con gái đang đùa giỡn dưới lầu. Thế giới của cậu vẫn hạnh phúc. Ngoại chỉ một điều, tai cậu bị đau. Không nhiều lắm, nhưng có thứ gì đó, một cảm giác ngứa âm ỉ sâu trong ống tai của cậu ấy. Tai bên kia bắt đầu đau lúc cậu ấy đang pha cà phê buổi sáng. Có lẽ cậu ấy nên đi khám, cậu ấy sẽ đặt lịch trong tuần này. Nhưng đến đêm đó, cậu ấy biết rằng mình có lẽ không nên chờ đợi thêm nữa. Cậu thức trắng đêm, cảm thấy phổi mình như thắt lại. Đáng lẽ bạn sẽ không cảm nhận thấy lá phổi của mình phải không? Nhưng cậu ấy không chỉ cảm nhận rõ lá phổi đang thắt lại, mà cả cổ họng và ruột của mình. Rồi đột ngột, bụng cậu ta bắt đầu co thắt lại. Cậu quăng ga trải giường ra và lao vào phòng tắm, không kịp vào tới toilet. Chất nôn của cậu ta bắn tung tóe trên nền gạch. Chắc hẳn chỉ là cơn mê sảng. Sao có thể như thế được cơ chứ? Nhìn có vẻ như đống nôn đó đang di chuyển, vặn vẹo và bò trườn. Chồng của cậu xuất hiện đằng sau lưng và bật đèn. Hai người kinh hãi nhìn những con giòi đang quằn quại phủ kín sàn nhà tắm. Chụp X-quang và chụp cộng hưởng từ MRI cho ra những tấm hình về một cơ thể tàn tạ. Liên tục trong vài ngày tiếp theo, mỗi lần quét là mỗi lần tình trạng trở nên tồi tệ hơn trước. Thứ vốn dĩ là mô thịt và cơ quan khỏe mạnh giờ đang đều đặn từng chút bị thít chặt sâu hơn, bị gặm ăn dần, ăn mòn một cách hỗn loạn. Những con giòi gặm nhấm một đường qua cổ họng, phổi, dạ dày, xoang, tai, ruột và niệu đạo. Ở một số nơi, các cơ quan đã bị gặm nhấm hết thịt và cuối cùng lũ giòi chui lên bề mặt da của cậu ta. Vào thời điểm những con giòi trưởng thành thành ruồi, người đàn ông đã đi đến cái chết, mất máu quá nhiều,
suy cơ quan và nhiều bệnh nhiễm trùng đã bào mòn cơ thể cậu, chỉ còn cái vỏ rỗng, đã không còn gì cho cậu ta nữa. Tất cả những gì mà chồng và con cái, người mẹ và vô số bạn bè của cậu có thể làm là đứng nhìn từng con ruồi một, rồi tiếp đó là hàng nghìn con ruồi chui ra khỏi thân xác của người đàn ông mà họ từng yêu thương hết mực, quá đỗi đau lòng cho những điều này. Đây chính là thực tế đáng buồn mà bạn sẽ tiếp nhận khi thực hiện giao dịch với SCP-3063, thứ được biết đến với cái tên không chính thức là con ruồi. SCP này sở hữu bề ngoài dường như là một SCP vô hại nhất mà tổ chức từng gặp phải, mang hình dáng của một con ruồi nhà thông thường. Nó không sở hữu đặc tính vật lý đặc biệt gì, cũng không có yếu tố rõ ràng nào có thể giúp phân biệt nó với bất kỳ con ruồi nào khác. Đồng thời, nó cũng là một trong những thực thể mạnh mẽ nhất khi rõ ràng mang theo năng lực thay đổi thực tại theo cách nào đó. Người ta tin rằng SCP-3063 chỉ tồn tại một cá thể duy nhất tại mỗi thời điểm. Mặc dù điều này rất khó chứng minh khi đứng trước số lượng tuyệt đối của lũ ruồi đang tồn tại trên khắp thế giới. Ngay sau khi một cá thể SCP-3063 chết đi, một cá thể mới dường như sẽ xuất hiện ở một vị trí ngẫu nhiên. Đương nhiên, điều này đã khiến việc nghiên cứu con ruồi trở nên thực sự khó khăn. Theo tổ chức được biết, con ruồi giao tiếp với mục tiêu nhân loại của nó bằng khả năng ngoại cảm. Nó hỏi và cố gắng khám phá những gì họ khao khát nhất trên đời. Sau đó, nó sẽ cung cấp cho cá nhân đó đúng thứ mà họ cần. Nếu đưa ra sự từ chối, nó sẽ tiếp tục tạo ra những lời mời gọi chí mạng hơn nữa, dụ dỗ họ bằng những lời hứa ngày càng hấp dẫn cho đến khi nào họ chấp nhận thì thôi. Khi tôi nói đây là một trong những SCP mạnh nhất được biết đến, tôi không hề phóng đại đâu, bởi vì con ruồi này không hề hứa suông. Bạn có muốn trở thành triệu phú không? Ngay ngày mai, bạn có thể thức dậy với một chuyển khoản ngân hàng ẩn danh hay một số tờ vé số được đẩy vào hộp thư của bạn. Bạn có muốn trở thành một ca sĩ opera? Lần tới, khi hát nghêu ngao trong phòng tắm, bạn sẽ nghe một giọng hát hoàn toàn mới phát ra từ lồng ngực của mình. Ai biết được chứ? Bạn có thể đã để cửa sổ mở và rồi một minh tinh nào đó đi dạo ngang qua nhà bạn thật đúng thời điểm. Bất cứ điều gì bạn mong ước và thổ lộ với con ruồi về nó đều sẽ được chấp nhận. Con côn trùng nhỏ sẽ bốc cháy và chết ngay lập tức, xuất hiện ở một nơi khác trên thế giới và sẵn sàng bắt chuyện với một ai khác. Điều ước đã được đáp trả của bạn có thể không phải luôn tuân theo cách mà bạn mong đợi, nhưng nó chắc chắn sẽ được hoàn thành. Cũng giống như cậu sinh viên của chúng ta đã tìm thấy tình yêu ở mọi nơi khi cậu ấy đi qua trong 6 năm tiếp theo. Hay nói chính xác hơn là 2376 ngày. Bạn thấy đấy, ngay sau khi thực hiện giao kèo với con ruồi, đồng hồ sẽ tích tắc đếm giờ. Trong 2376 ngày, bạn sẽ được tự do tận hưởng những giấc mơ của mình, trở thành hiện thực, không hề bị ràng buộc. Cho đến một ngày nào đó, bạn thức dậy với một chút khó chịu, giống như một cái gì đó đang phát triển bên trong bạn, trứng ngay thứ gì đó bất kỳ với số lượng từ 5.000 đến 20.000 quả, sẽ đột ngột xuất hiện khắp cơ thể bạn, trong hệ tiêu hóa, hệ hô hấp và thậm chí trong các sợi cơ của bạn. Tất cả những con ruồi nhỏ này đều là các loài thuộc lớp côn trùng Diptera. Chúng sẽ dần ăn thịt hết trong cơ thể của bạn, ăn xuyên suốt cơ thể bạn và phát triển thành những con ruồi trưởng thành bình thường khi chúng xuất hiện. Hầu hết các ký chủ chết vì suy đa cơ quan trong giai đoạn này. Thông thường khó có thể xác định nguyên nhân chính xác cái chết vì cuộc tấn công vào các hệ thống trung tâm của cơ thể là quá tuyệt đối, tàn khốc và nhanh chóng. Nếu ký thể chết trước ngày thứ 2376 thì quá trình sẽ tạm dừng và những con ruồi cũng sẽ chết theo họ. Các nỗ lực để ngăn chặn SCP-3063 đều được chứng minh là không thành công. Cho đến nay, 6 thành viên của tổ chức SCP đã bị con ruồi nhắm tới. Mỗi người trong số họ đã cố gắng thực hiện những điều ước khác nhau để quản thúc con ruồi, nhưng mỗi điều ước đều có sơ hở. Nhà nghiên cứu cấp cao Elizabeth Gao đã yêu cầu một định nghĩa cái chết của SCP-3063. Nó được hiểu là khi mà sự biểu hiện, sự đốt cháy và sự trở lại của con ruồi thực hiện trên một cá thể khác. Nhà nghiên cứu cấp cao David Roberts đã yêu cầu quản thúc vĩnh viễn SCP-3063. Con ruồi sau đó đã hoàn toàn đứng yên, tự cho phép mình được đưa vào khu quản thúc an toàn bên dưới địa điểm 63. Nhưng chắc chắn rồi, nhà nghiên cứu qua đời sau 2376 ngày và người ta phát hiện ra con ruồi vẫn đang hiển hiện trên khắp thế giới. Điều một lần nữa đã cho thấy sự quản thúc đối với nó hiện nay cũng chỉ là quản thúc cá thể hiện thời của nó mà thôi. Một nhà nghiên cứu sau đó đã yêu cầu kiến thức về cách thức hoạt động của SCP-3063 tại thời điểm con ruồi bị đốt cháy và một tài liệu chứa tất cả thông tin đã biết về SCP-3063. Tất cả những gì tôi đang nói cho bạn nghe xuất hiện trước khi nhà nghiên cứu đó chết. Bài kiểm tra áp chót cho nhân viên SCP được thực hiện, chứng minh là ớn lạnh nhất. Tiến sĩ Patrick McGinn đã hỏi con ruồi rằng liệu nó có thể cung cấp những kiến thức rõ ràng, dễ hiểu hơn về SCP-3063 ngoại trừ những kiến thức mà tổ chức SCP hiện thời đang sở hữu hay không.
kết quả của thí nghiệm chuẩn xác đó và thí nghiệm tiếp theo đã được cung cấp cho ông ta, bao gồm các chi tiết về cái chết của chính ông mà đã ngay lập tức ứng nghiệm. Con ruồi có một số khả năng nhận biết trước hoặc có thể trực tiếp điều khiển các sự kiện trên thế giới hoặc cả hai. Thử nghiệm cuối cùng được tiến hành mặc dù con ruồi đã cung cấp kết quả chi tiết trước thời hạn. Tiến sĩ Jonathan Mapri chỉ hỏi một cách đơn giản, có còn sự lựa chọn nào khác không trước khi bị thuyên tắc phổi nghiêm trọng và chết trên đường đến bệnh viện. Nghiên cứu chỉ ra rằng SCP-3063 đã hoạt động hơn 4.000 năm qua với bằng chứng về các cá thể đã được phát hiện xa xưa ngay từ thời kỳ ban đầu của các khu định cư Cananiter. Tuy nhiên, hầu hết nhiều giả thuyết cho rằng con ruồi đã tồn tại cùng với chúng ta lâu hơn thế. Trừ khi các nỗ lực quản thúc trong tương lai có thể hữu hiệu, SCP-3063 có thể sẽ vẫn là một trong những thực thể mạnh mẽ với khả năng nảy nở sung mãn nhất ngoài tầm quản thúc. Vì vậy, lần tới, nếu bạn thấy một con ruồi bay vo ve quanh phòng mình, tốt nhất là để nó yên đi. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các cô sâu của Thiện sĩ Bob, chẳng hạn như SCP-632, nhện xâm lấn tâm trí. Nếu vì lý do nào đó, khi mà ý tưởng về việc nhìn thấy những con vật đáng sợ hơn xuất hiện trong cơ thể người hấp dẫn bạn, và bạn hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.